phân biệt sóng cơ và sóng điện từ, bạn đã biết chưa? Hãy nghe thật kỹ nhé. Sóng cơ lan truyền được trong các môi trường vật chất, rắn, lỏng, khí. Sóng điện từ lan truyền được trong môi trường điện môi và cả trong chân không. Sóng cơ có thể là sóng dọc và có thể là sóng ngang. Sóng điện từ chỉ là sóng ngang, có 3 thành phần E, B, V vuông góc với nhau tạo thành một tam diện thuận. Sóng cơ có thể phản xạ, giao thoa. Sóng điện từ có đặc điểm đó hay không? Hãy cho thầy biết ở phần bình luận bên dưới video nhé. Chúc các bạn thành công. Học vật lý của thầy Tú, máy đến!